Bye.
ពេលនេះមិនដឹងថានៅទីណាទេតែទៅតែចេញពីផ្សារផ្សារអីគេយាយផ្សារផ្សារអីគេមិញហ៎បាត់ដឹងហ្នឹងហើយចេញពីផ្សារបាត់ដឹងឥឡូវមកដល់កន្លែងគួសមមួយមានម្លប់មានអីហើយក្រុមអ្នករករកកំពុងតែចុះរៀបចំកន្លែងដើម្បីញ៉ាំបាយអេហោពីនោះមកមួយអានេះល្អណាស់អានេះក៏ក្រោបម៉ូតូបងចានេះក្រោបម៉ូតូមែនតង់មែនទេមួយទៀតហ្នឹងតង់ដែរអូនេះតង់ឯងទៅយកទៅយើងទៅតង់ទៅចាំបងនៅទីនេះមានទេសភាពស្អាតស័ក្តិសមនឹងឈប់ញ៉ាំបាយមានដើមត្នោតមានម្លប់អូយ your speaker ទៅញ៉ាំបាយកំដររ៉ាំអូចំណាំចំណាំក៏គូក៏រោបងមែនអត់ទៅគូដបអត់មានយកទៅទេគេថាណៃអាហារថ្ងៃត្រង់បានម្ហូបអីដែរចាអូថ្ងៃនេះមានសាច់គោគោយើងមានតិចនេះណាសាច់គោសមតិចមើលណាសាច់គោបានលើបង្ហាញចាអូមានអីទៀត This one នេះឆ្លោះអីគេអូចានណាអូស្ងោស្ពៃអូស្ពៃគោបិញនេះយើងញ៉ាំអត់អស់យើងទេជៀនបងទេជៀនទេជៀនមានតែប្រៃតែជៀនទេជៀននេះហើយចាតែមានអ្នកនេះមិនទេជៀនអូបងអត់ទេទេជៀនមកអូលាទេជៀនឡាព្រាចានយកមករៀងខ្លួនហ៎នេះណាអូនេះចានខ្ញុំដាក់ក្នុងនេះបាទThank you.
ấy dương cầm bông ta từ đâu còn lại muối để sọc sạch trên kia một ớt hay có miên ớt sơ miên này nè thì ta đài nên chết mà đau cô đau thông nên em mẹ lắm mày đây là phong là lưng sầm lên tất chưa là thông mà tất một cái đang là hot mình đây nó không chết thì thay bài đi đi khăn á thì chắc là dân quay chứ qua tập pin là tít tít đau cái lại đã sầm khăn thôi nhưng tất chưa sao sao ăn tiền ăn mà phát tham đó nha mẹ nhiều khi nhóm trong hai tay trong từ đâu cả lấy để sao làm phật hay còn miền này na để kê bàn thua tới hay sông mơ cả lấy hay ở miền cao lục bạc lắng á để sao mơ miền mò miền nông miền cây tràn hay của ba người tên anh đang nghỉ ngơi chơi đánh côn tinh mà chiều cô đau trong cơi được bao hở crom róc róc hay dân nâng sầm ran đâu tin đấy đầm bay nhưng mà hai bên là nghĩa hay bắt top pin nâng dân nâng từ lọt từ bên hay sông tiền này cùng đi hay mơ tơ cái này tin đi bắt chỉ sao tên ăn lộc mặt thẻ tiếng anh này hay sông bên ban khẩn dấu này hay sông bờ miền bên sông mà lấy anh này anh ấy là xa quật đông tiên đấy đông tiên này áo này rốc rốc này quật quật sung